Chào tất cả mọi người ha. Bữa giờ cũng lâu rồi em mới lên clip nha mấy anh chị. Bữa giờ em đi giao vé cũng hơi nhiều, với lại lấy vé của mấy anh em ở gần em á cũng đưa cho em cho rồi. Em cũng vừa đó cũng có một hôm mà chừng bữa hai nữa em bắt đầu lên vé lại là nhiều lắm mấy anh chị ơi. Mùa đang mùa thuận mà năm nay là tháng 10 rồi mà mưa cũng còn khá là nhiều, chuẩn bị đón cơn bão số 7 nữa đó. Em thấy mưa cũng nhiều, ngày hôm qua mưa cũng ngập luôn. Cái đám mì của em chắc thua rồi, chắc phải trồng lại trồng lại mấy anh chị, tại vì những cái mương nước á nó vẫn ngập mấy anh chị. Để em quay cho mấy anh chị xem nè, những cái mương nước mì nè, mì gì là thua rồi, thua hơi kệ để trồng lại mấy anh chị ơi. Những cái mương nước bây giờ nó cũng còn nước. Mấy nay ông cậu ông cứ ra ông xúc cá nhái ông đi quánh câu. Rồi em tiếp tục làm cái clip ha. Đó là đằng xa xa mấy anh chị thấy em cột giấy á, còn đằng kia là trứng giấy thôi, bắt đầu chuẩn bị hạ xuống tiếp tục mấy anh chị. Đợt này thì cái khí hậu này nó đang ủng hộ cho con giấy mình nhiều lắm, nên thành ra là tất cả cái chuồng giấy đều rất ok nha, không có vụ rớt đáy hoặc là gì hết nha. Giấy vẫn để đều đều, vẫn duy trì lại đó, thì trước giờ em vẫn duy trì cái sản lượng đó để đi cho khách hàng của em thôi mấy anh chị, không có đi làm nhiều hơn, mà cũng không có bán trứng. Thì lâu lâu mấy anh mà hay chia chia đó, em nói mấy nếu anh chị có ở gần trại địa phương của mình á thì liên hệ mấy cái trại dế đó để mình đến mình xem trứng rồi mình mua cũng được, không thành vấn đề. Sẵn đây em nhắc luôn, thì mấy anh lúc trước cũng có gì bàn kế hoạch đồ phát triển trại gì lắm, sau này mấy ảnh im ru mấy không có liên hệ gì, từ cái anh ở Bà Rịa Vũng Tàu nè, Đồng Nai nè, anh Long An, anh Cần, anh ở như Cần Bình Dương, có Cần Thơ nữa, cũng có liên hệ mở kế hoạch đồ làm nhỏ lẻ rồi tới bự rồi sao mấy anh im ru mấy anh chị ơi. Em không biết nữa. Hồi trước thì cái lúc mà mới bắt đầu em thấy mấy anh chị cũng hăng say lắm, cũng nghiên cứu đồ các kiểu đồ vui lắm, nuôi nhiều lắm mấy anh chị, em không nhớ nổi nha, nhiều lắm, tại vì mỗi người mỗi kiểu nói thì em nói lúc đó xong mà em cũng quên luôn, em không nhớ. Nếu mà mấy anh chị có liên hệ lại em thì chắc em nhớ, chứ giờ em không nhớ, đang qua làm clip gì nhiều khi em không nhớ. Rồi tiếp tục em sẽ nói lại cái vấn đề là cái quy trình mà để làm cái con dế nha. Quy trình bắt đầu làm con dế, chuyện với con mấy anh chị xếp giấy giùm em là y như vậy nè. Mấy anh chị có một cái lớp giấy lót ở dưới, rồi em nhắc lại đây là cái cách mà em thấy giữ cái đầu con dế con là tương đối ok nhất á, thì em nói để mấy anh chị có khả năng mà để mấy anh chị làm. Mấy anh chị có thể làm kiểu nào cũng được mấy anh chị. Thì cái nền của em nè, đây có nhiều anh không biết cái nền dưới là như thế nào. Đây nền của em dưới là nền xi măng nè, em đi trong đây nè anh chị thấy không, thì xung quanh là tôn thôi, tại vì em nuôi 7-8 năm rồi thành ra là cái tôn nó sẽ bị khờn khờn mấy anh chị. Thì con dế con thật ra nó cũng bò không được đâu, nó cũng bò, nhiều khi nó bò không được đâu, mình dán gì cho nó an toàn mấy anh chị, để nó không có bu lên. Còn đây là cái mí nói nha, người ta em dán băng keo luôn. Thì sau một lần nuôi như vậy á, không cần nhất thiết là mấy anh chị phải rửa nền, dọn nền, cần quét dọn kỹ là được, tại vì cái thời tiết nó ủng hộ là nuôi kiểu gì nó cũng ok hết. Bây giờ em đang ngồi sởm trong này chứ em đuối quá mấy anh chị mới dọn, giờ đuối quá, giờ chuẩn bị lót giấy, bắt đầu là đưa những cái cây giấy đã xếp sẵn vô nè, nó xếp sẵn rồi, giờ hãy xuống thôi, bắt đầu rồi cho trứng ngày mai nó nở. Hiện nay là mỗi ngày em nở một cặp không á, có nghĩa là hai chuồng, một chuồng 4 khay mấy anh chị, có 4 khay thôi. Rồi sản lượng lên là đi là muốn chết rồi ha. Rồi em làm nè mấy anh chị nè, tận dụng những cái khay giấy cũ nha. Mấy nhiều anh nó sợ mấy anh chị, sợ những cái khay giấy cũ á, cái mầm bệnh đồ này kia đó. Ở cái con giấy vàng này nó tương đối là dễ, nó không có bị ảnh hưởng nhiều. Em không biết con giấy đen nó khó như thế nào, nhiều khi giấy đen mấy anh nói là nó khó ở con dế vàng đó. Bây giờ em sẽ hướng dẫn lại và em đặt cái tiêu đề của cái clip này, đó là cách nuôi dế con, để cho mấy anh chị có khả năng tìm ra ha, tìm ra cái clip này mà mấy anh chị làm, để nhiều khi mấy anh chị hỏi nhiều cái có một cái mấy anh chị hỏi hoài, không phải là em khó chịu, mấy anh chị không có khó chịu nha, mấy anh chị hỏi mấy anh chị không biết, mấy anh chị hỏi em trả lời mà, mấy anh chị gọi điện cho em mà, em đã nói rất là nhiều rồi. Cái clip em muốn chia sẻ cho mọi người biết cái cách nuôi con dế của em nó như thế đó thôi, nên em rất là thoải mái lắm, khi nào em rảnh thì em chỉ hết, còn khi nào em kẹt quá em không có trả lời thì em nói em hẹn lại để buổi sau em trả lời hay gì đó là trả lời hết nha, em không có bỏ người nào hết.
À, có một bữa trước thì có một anh chia em có hình như 1 khay trứng hay 2 khay trứng gì, hình như 2 khay đó, đúng rồi 2 khay. Thì trứng anh nói là nó ít thì em ok, mấy anh cứ liên hệ là em nha, nếu coi clip này anh cứ liên hệ là em bù lại cho, không sao hết anh ơi, không sao hết. Tại vì cái đợt trứng đó em cũng nhớ nhớ là nó mới đẻ lần đầu tiên á, thì em nhắn tin thấy không, anh không trả lời. Nếu anh có được coi cái clip này thì anh cứ nhắn lại em ha, thì trứng này đang ok nè, em gửi em bù thêm cho, không sao hết mấy anh ơi, chứ không có cái gì đâu mà phải phiền hà. Một anh có nhiều anh hỏi em chứ 1 khay có ship không, chạy ship cho không có thành vấn đề, nếu mà có, còn nếu không có thì thua, em thiếu thì em không ship được, còn nếu mà em có là em dư dư giả giả là em ship hết à. Rồi mới nuôi thì cũng muốn trải nghiệm thử coi như thế nào, mà đâu có gì đâu mà phải ngại mấy anh. Thì những cái người mà người ta kẹt thời gian nhiều quá, hoặc là người ta nghĩ cái đó là ít tiền quá hay là gì đó, người ta không làm, người ta không gửi thôi, không. Còn mấy anh, em đã nói rồi, em làm cái clip này á để em chia sẻ những cái em biết, những cái thực trạng về cái ngành giấy, thì cái gì em cũng chia sẻ hết. Một ổ trứng em cũng dẫn ship cho mấy anh chị mà, đâu có thành vấn đề gì đâu. Em đưa con em đi học, cái em bỏ vô cái hùng nhỏ nhỏ, em đưa con đi học, đi ngang ngay chỗ bưu cục á, em thải cho thằng đó cái là xong, rồi tự nó lên đơn tự nó gửi thôi, thế là xong. Tại vì em đã đăng ký cái app gửi hàng rồi, em đã đăng ký rồi, nên thành ra là em chỉ cần lên đơn là nó biết em có hàng là nó vô nó lấy. Nhưng điều nó nhiều khi nó làm biếng thì em đi ngang bưu cục, em đi rước con đi học á, thải cho nó là xong ha. Đây là cái em đang làm nè, đó mấy chị thấy không, ngang 1 mét đó, thì chúng ta sẽ để được 3 cái khay giống vậy. Nó khay cũ không nè, khay này là khay đã lót được 2 lần rồi đó mấy anh chị, có cái 1 lần, có cái 2 lần, chứ nó cũng không hơi quá, có cái lót 1 lần, cái lót 2 lần đó, mấy anh chị thấy em lót không. Như vậy ấy, chiều dài của nó là khoảng 8 giây giống vậy nè, 8 giây ngang vậy nè đó, không cần phải xích lắm đâu. Nhưng hồi trước thì em bẻ ra là 2 cái, và 1 cái nó là 1 cái nửa ở đây nè, ví dụ cái nửa ở đây hoặc cái nửa nằm đây. Nhưng bây giờ là em đầm 3 cái luôn, để làm chi, để cái khay giấy mình nó còn nguyên mấy anh chị, để lần sau mình có thể mình vũ ra mình phơi nắng hay mình xài tiếp. Hồi nãy em có dùng cái liềm á, em đập ra cho nó vũ ra sạch hết rồi. Thì đối với con giấy đen thì nhiều anh chị cũng sợ, sợ mấy người ta không dám sử dụng những cái khay giấy này. Còn đối với con giấy vàng thì ở đây á, em nhiều khi em cũng không kịp mà đến độ mà phải phơi nắng đâu. À, cái dĩ mà em vừa vũ ra chuồng giấy em vừa đi giao á, là bắt đầu em để lại rồi, em nếu mà nó cứng á, nó bị ẩm quá thì phải phơi nắng một chút, còn nếu mà không ấy là em sẽ ship lại, em bỏ xuống liền luôn á mấy anh chị. Tại cái điều kiện thời tiết nó đang ủng hộ thì em thấy làm cách gì nó cũng ok hết đó. À, mấy anh chị thấy em ship không, thấy chưa, đây là cách của em nha mấy anh chị. Mấy anh chị có thể đóng những cái dĩ cái vạt gì để dưới cũng được. Có nhiều anh em thấy mấy ảnh đóng giặt tre tầm vong hay là cái pallet hay cái gì cũng được, nhưng em thấy là mình tận dụng những cái gì này nè, mình bỏ làm cái gì phí hay mình bỏ xuống đi. Tại vì á, nếu anh chị đã biết á, thì cái giấy này nè nó không phải là giấy tốt đâu, tái chế rất là khó, tại vì cái này là toàn là những cái phế phẩm trong ngành giấy cuộn thôi, giấy cuộn mà để làm giấy carton á mấy anh chị, cái này là phế phẩm á, mới làm cái này, mới làm cái khay đựng trứng nó là những cái bọt giấy thôi mấy anh chị, nên thành ra nó cũng rẻ. Mình thôi mình cứ bỏ đi, đừng có tiếc, nhiều khi bán cho chai 1-2 ngàn làm gì đó. Vậy hả anh sếp, không cứ vậy làm tới nha. Rồi em nói ngắn gọn đây, sau đó rồi bắt đầu mấy anh chị sẽ đặt cái khay xuống, mấy anh để đặt cái những cái cây giấy cột giống vậy nè không, mình đặt cái cây giấy cột này xuống, này xuống, bắt đầu chúng ta sẽ trải ra. Thì cái chuồng này thì 3 mét vuông này, cái chuồng này là em thả 4 khay nha, em thả 4 khay. Và em nhắc lại luôn là em nuôi em cần cái sản lượng mà em mong muốn để em đi đủ thôi, em không cần muốn dư, em không muốn dư dư đi bắt làm với thịt với gì tùm lum đi năng nỉ thì kia cực lắm đó. Thì đợt này em nuôi là 4 khay một chuồng đó, một ngày thì em ra nó là 8 khay cho có 2 chuồng như thế này. Để em lấy nét cho mấy anh chị xem coi ha, tại cái điện thoại này thành ra nó quay nó cũng không rõ. Bữa nay nó mới nở, là bữa chớm đầu tiên là mình rải ra như này nè mấy anh chị, mình trải 3 tấm bao đó, sau đó mình đặt những cái bao này nè,
mình ra luôn, mình rải cám lên nha, qua mai hãy rải nha mấy chị, rồi đặt cái lá mì non lên đây và nuôi tới khi nó lớn luôn mới lấy cái này ra cũng được nha, không cần lọc sớm nha anh chị. Mình nuôi với chim mà, xây lớn nhỏ không thành vấn đề đâu. Rồi ha, cái ngày mai bắt đầu em sẽ bẻ những cái lá mì non, bẻ những lá mì non em để lên đây. Mấy anh chị có thấy là bắt đầu nó nở không nè? Đó, đó thấy chưa? Em đâu có ăn chân gà đâu mà cái tay em còn rung hơn cái chân. Đó, thì cứ vậy thôi nha. Rồi, mấy anh chị thấy không? Đó. Cái này là em hướng dẫn kỹ lắm hả? Cái kiểu cái cách của em thôi mấy anh chị, em có dạy hết nha. Cái mấy anh chị thấy làm mà nó hiệu quả thì mấy anh chị làm ha. Rồi, được chưa? Rồi bắt đầu nha. Qua ngày mai, bữa nay là bữa đầu tiên em mới bỏ ra. Qua ngày mai chúng ta sẽ lấy lá mì non, chúng ta sẽ rải đều lên lớp mặt. Có nhiều thì rải nhiều, càng nhiều càng tốt, nó giữ độ ẩm nha mấy anh chị. Và nó dụ con với con chui từ dưới chui lên, tại vì có thể là khi nở ra nó sẽ chui xuống dưới đáy, mà nó ở dưới nó ở dưới như ở cái đáy giếng đó mấy anh chị ha. Mình phải dụ nó lên bằng cái lá mì non, một ngày là hai cũng được, một ngày chúng ta hai lá mì non bỏ qua những cái chuồng già giấy bự hơn, nó sẽ ăn hết à. Mình đừng có sợ, đừng có tiếc, đừng có sợ cực. Ráng giữ đầu con trong cái 10 ngày đầu á, con dế nó lên mà nó lột, nó ngon lành hết á, nó không bị rớt nhiều á, là sản lượng chúng ta mới đạt. Trứng nhiều, trứng ít, nhiều khi với trứng mà nằm ở mức tương đối thôi. Nuôi ở đạt ở mức số ký đó được rồi. Còn có nhiều anh nói gì một khay của anh nuôi nhiều khi mười mấy, 20 ký gì đó, mười mấy ký đi, nói gì hơi quá ha. Một khay anh nuôi cả 10 ký đi, cũng có nha mấy anh chị, chứ không phải không có, cũng có nha. Cái điều kiện là mấy anh chị nuôi cực kỳ đạt và không chết một con với con, và chết ít thôi thì nó đạt, có nha. Rồi có những ông ta nói nuôi đó cũng điêu luyện nhiều năm đó, bắt đầu cũng nói thôi chết bớt đi chứ nhiều quá tao bán cũng không hết, tốn cám. Tới cái lúc mà nó ăn, lúc mà nó khoảng 23-24 ngày đổ lên, trời nó ăn khủng khiếp, nó thiệt chứ nó ăn tàu tây chở mấy anh chị, phải dùng cái từ tàu tây nó chở mới ăn, mới đủ ăn cho nó, vừa lá mì vừa cám vừa các thứ luôn. Thì những anh nuôi bằng nhiều loại thức ăn khác nhau, ông thì nuôi bằng này, ông thì nuôi bằng kia, tùm lum, nói chung với là cám gà là lum vậy thôi nha mấy anh chị. Thì ở đây thì em trộn với hèm bia, có chỗ thì người ta trộn với bắt đầu nành, có chỗ ăn bắt đầu nành, có chỗ người ta trộn với này, có chỗ trộn với kia, có chỗ người ta xài luôn cái cây mì người ta cho ăn luôn. Ở nhiều nhiều kiểu, nhiều muôn lắm. Thôi mình làm cái nào mình thấy ở chuồng dế mình nó hiệu quả thì mấy anh chị làm nha. Thôi em nói vô để em nói nhiều quá nó lan man, nó mất thời gian cái clip của mình. Vậy thôi, cứ y như vậy, rồi cứ lá lấy mì non, thay, rồi bỏ cám khô. Giai đoạn này chúng ta bỏ cám khô nó hiệu quả thì xịt nước nha mấy anh chị. Thấy mưa quá khỏi xịt, còn nếu mà không mưa, ngày nắng thì xịt ngày 3 lần, 4 lần cũng được, mà thấy mấy 3 lần là đủ rồi. Rồi cám khô chúng ta rải lên đây nè. Chúng ta rải lên cái phần mà cái khay mà chúng ta cho ăn nè, rồi rải lên đây luôn, rải xuống dưới luôn, rải vòng vòng luôn, rải hết rải đâu rải. Em nghĩ chắc lạng cám là nó dư rồi đó, mày cắm khô đi, mình chịu khó rải cắm khô đi. Với con nó ăn rất là ít, nó ăn không nhiều đâu, chủ yếu là cái lá mì non và cái độ ẩm của nó. Để chi con dế nó không bị nhâu ở dưới đáy chuồng nó chết. Nhiều anh nói với em nói là nó nở dữ lắm mà cuối cùng nó được có mấy con, mấy anh chị phải kiểm tra 2-3 ngày kiểm tra đi, nó ở dưới đáy nó chết ở dưới đó. Thì nếu mà những cái chuồng đó em cũng gặp hoài mấy anh chị, dục bỏ, dọn bò. Có nhiều chuồng cũng còn khá khá nhiều mà nuôi, nếu mà nuôi mà mất một tháng trời mà nó không được cái sản lượng đó, đó em mong muốn đó đó, thì em khò bỏ cho rồi, mất thời gian nguyên một chuồng mà tốn cái chuồng nữa rồi. Đó mấy anh chị không, đó cứ vậy thôi, cứ rải cám rồi thay lá mì non, bỏ lá mì non vô khay một ngày hai ngày thay cũng được, cứ hai ngày thay lần đi, hai ngày thay lá mì non khác, rải cám phun sương vô, rồi cứ vậy mà nuôi cho tới khoảng 15 ngày lên khay. 15 ngày thì lên khay, đối với trường hợp là đang khí hậu, em nói là trường hợp khí hậu đang ưu đãi mình nha, là mình cứ nuôi vậy là ok nha. Còn nó mua đãi ha, hải xuống đâu 5-10 ngày sau chết ngắt hết ráo. Cái đó là có nha mấy anh chị. Bữa nay em cũng dành thời gian để em nói cái vấn đề là con dế, nhất là những dế con nhiều nha. Đó mấy anh chị thấy không, cứ vậy mà làm thôi. Đây là chuồng dế cũng được 20 ngày rồi nè mấy anh chị.
nó đặt kẹo dưới đây nè, mà em chia làm hai chuồng nè. Đó, chuồng 3 mét của em chia làm hai, mỗi bên mỗi nửa đó, không có lý, không có mà tự nhiên em làm vậy đâu. Tại vì cái chuồng này đợt trước cái nuôi nó không đạt á, không đạt á, em mới trồng bịch vô, em chia làm hai, kệ nó, sản lượng một chuồng như vậy từ 7 kg là được rồi, thì hai chuồng đâu 14 kg là được nè, được phải không? Rồi chiến xa em phải dỡ bịch lên, em thả lại nuôi dưới giống như bên đây nữa. Đó, cứ vậy làm tới nha mấy anh chị. Cứ như vậy mà nuôi tới thôi, chứ đến tốc độ con dế nó khoảng độ hơn 20 ngày nó ăn khủng á, giai đoạn đó mình thúc cho nó mạnh vô. Giai đoạn đó mình thúc cho mạnh vô thì nó đủ, khi mà con dế đủ ăn rồi nó bắt đầu nó điều lại á. Mấy anh chị muốn làm gì làm, ví dụ làm với thịt. Đó, làm với trứng hay làm. Còn mà em thấy cái hiệu quả mà khi cho đẻ đó, mấy anh chị làm từ từ đi, mấy anh chị mà đạt được con dế chim xong rồi mình sẽ tiếp tục chuyển qua bắt đầu là làm thử về con dế đẻ. Từ từ cái đã, mấy anh chị nhiều khi mấy anh chị nuôi mới đầu tiên mà mấy anh chị nhảy qua vừa thấy lên có đâu có bạn, đâu có mấy con đâu. Cái chuồng dế nuôi gì le que, em thấy nhiều anh chị lắm ngọn mới nuôi lần đầu tiên có chuồng dế có le que, con lên cánh, con không, con nhỏ, con bự, mà để cho lên cánh rồi đẻ kiểu gì, đâu có đẻ đâu mấy anh chị. Với lại cái con dế đẻ là nó khác, để mai mốt để chuyến sau đi em sẽ làm một cái clip cái con dế mái mà nó đẻ được, có trứng mà nó nở, với lại con dế mái mà nó đẻ trứng không nở nữa nha. Trời ơi, nó muôn kiểu mấy anh chị ơi, nó đủ thứ trò trên đời hết á. Rồi bữa nay là em nói là cái phần mà con dế con mà nuôi lớn lên thì nó chỉ có như vậy thôi đó. Nhiều khi mà mình làm clip mình nói đi nói lại một cái vấn đề người ta nghe người ta cũng rất là nhàm. Bởi vì mình em nói qua cái vấn đề là buôn bán, nhiều khi cái đó là cái mà chúng ta đi kiếm tiền nó quan trọng hơn hơn là vấn đề nuôi con dế. Đúng không anh chị nha? Rồi đó, mấy chị thấy không, nói xuyên xương mà clip em để ý em thấy là có hơn 15 phút rồi đó. Em muốn clip nó chỉ nằm ở cái khoảng đó thôi, rồi mấy anh chị xem rồi nó gói gói như vậy rồi để có một cái chủ đề nhất định, mấy anh chị xem nó đỡ ngán mà nó hấp dẫn thôi đó mấy anh chị ha. Rồi cảm ơn mấy anh chị đã xem clip, chúc mấy anh chị một ngày làm việc nhiều niềm vui ha. Hẹn gặp lại mấy anh chị ở clip sau.